mờ sáng ngày 1 tháng 9 năm 1858, quân xâm lược Pháp gửi tối hậu thư cho Tổng đốc Nam Ngãi, đòi quan quân nhà Nguyễn ở đây phải đầu hàng. Không chờ Phúc đáp, liền sau đó, 2.500 quân Pháp dưới sự chỉ huy của Phó Đô đốc Rigaud de Genouilly với 13 chiến thuyền, 50 đại bác cùng với một chiến thuyền 450 quân Tây Ban Nha bắt đầu tấn công bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, mở đầu quá trình xâm lược Đại Nam. Khúc Tráng Ca Thành Gia Định. Tác giả Phạm Văn Đằng. Vở cải lương đề tài sử Việt sẽ lôi cuốn người xem qua bàn tay dàn dựng công phu và độc đáo của đạo diễn tài hoa, nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ, biên tập và chỉnh lý soạn giả Hoàng Song Việt. Sự kết hợp tuyệt vời của tác giả, đạo diễn và người chỉnh lý sẽ mang đến cho người xem một vở diễn hoành tráng, hấp dẫn và cuốn hút người xem qua từng phân cảnh. Khúc Tráng Ca Thành Gia Định sẽ tái hiện lại những ý chí ngoan cường bất khuất, những con người không màng đến sự sống, quyết bảo vệ thành gia định đến hơi thở cuối cùng. Trân trọng kính mời quý vị khán giả đến xem vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2024 tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Đoàn 2 nhà hát cải lương Trần Hữu Trang xin trân trọng khai trương kịch bản cải lương sử Việt Khúc Tráng Ca Thành Gia Định. Tác giả Phạm Văn Đằng, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ, biên tập và chỉnh lý soạn giả Hoàng Song Việt, âm nhạc Thái Dũng, chỉ huy dàn nhạc cổ Đức Hòa, tổ chức thực hiện Nguyễn Thị Thúy Hồng, giám đốc sản xuất Phan Quốc Kiệt. Đến với Khúc Tráng Ca Thành Gia Định, quý khán giả sẽ gặp gỡ những gương mặt ưu tú, những ngôi sao sáng đang được yêu mến của đoàn hai nhà hát cải lương Trần Hữu Trang như nam nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, nữ nghệ sĩ ưu tú Tú Sương, nữ nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm, nữ nghệ sĩ ưu tú Thi Trang, nam nghệ sĩ ưu tú Trọng Nghĩa, nam nghệ sĩ Điền Trung, nam nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo, nam nghệ sĩ Hoàng Hải, nam nghệ sĩ Nguyễn Văn Hợp, nam nghệ sĩ Hiền Linh, nam nghệ sĩ Hoài Nam, nam nghệ sĩ Trọng Hiếu, nữ nghệ sĩ Trúc Phương, nữ nghệ sĩ Như Ý, nam nghệ sĩ Thanh Hải, nam nghệ sĩ Dương Phước Hoàng, vũ đoàn Phương Việt, nhóm võ thuật Nguyễn Lâm đồng có mặt trong kịch bản Khúc Tráng Ca Thành Gia Định vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2024. Trân trọng kính mời